Ở dưới này có một đàn cá luôn này. Ui chà chà, để mình nhúc cái này ra xem nào, trong có gì này. Ui, một chú cua. Ui, sao chú cua to thế này. Kiểu ui, các bạn ơi. Ui, ui chú cua này. Ui chà. Ai, ai. Ui, vớt được con cá này rồi này. Ui, ui chà, ui. À. Ui, ui. Ui, ui. Chà, bọn cua bạn lần trốn đi đâu rồi, chết rồi. Ui, ui. Ui, trời ui. Ui, ui, ui. Cua này bắt kẹp à. Ui, trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Ui, ui, bọn cua này bắt đánh đá quá này. Ui, ui. Có hai con gì này. Ui, ui, lạ lắm này. Ui, chào ui, các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Chào chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Thỏ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình đang đi ăn á. Hôm nay á mình đi ăn nhưng mà mình hôm nay mình sẽ sắm một chiếc xe này này. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chiếc xe mới của Thỏ chưa? Đấy chà. Vẫn còn tem này, vẫn ơi này các bạn ơi, vẫn còn ni lông mới lắm. Hôm nay mình sẽ mở chiếc xe này ra đó, để mình đi tìm các con vật này. Xung quanh nhà mình có rất nhiều các con vật lẩn trốn ở bãi suối kia kìa các bạn kìa. Ấy chà, bây giờ mình sẽ bóc cái con xe này ra cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn ơi, ấy chà, Thỏ vừa bóc cái xe này ra rồi ấy, chiếc xe vẫn rất còn mới này. Ấy chà. Ui các bạn ơi, ơi ở bên trong á thì có những này, những cái quả trái cây này, những quả xoài này, ơi có cả hộp sữa này các bạn này. Đấy, đấy có quả nho đấy các bạn. Đấy. Trời ơi, con gì nó đang kêu ở ngoài vườn kìa. À chà, ui các bạn ơi, rất là nhiều cá đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ cái những cái quả này ra cái giỏ của mình nhá để mình đi bắt đồ chơi nhá. À chà, rất là nhiều này. Wow, quả nho, quả có cả quả ấy, có cả hộp sữa luôn này. Đấy, chà chà. Rồi, chà, mình bỏ đây nhá. Đấy, bây giờ Thỏ sẽ dùng chiếc xe này đi tìm các con vật ở ngoài vườn nhá. Rồi, mình đi thôi. Đấy, mình đẩy xe đi thôi. Ui trời ơi, các bạn ơi. Bây giờ mình dừng chiếc xe của Thỏ ở đây nhá. Ấy chà, ngoài cánh đồng này có một cái thác nước đang chảy này. Ê chà. Ui, ui dưới này rất là nhiều cá nhá các bạn nhá. Chà, ui nhiều lắm này. Ui các bạn ơi, đây là mình có một cái bể của Thỏ này. Đấy chà. Bên bể trong này không có một con cá nào á. Bây giờ mình bắt đầu đi bắt cá nhá. Ai chà. Ui, ở dưới này có một cái ống gì đây này. Ai chà, ống này to lắm mà không biết ống gì này. Ý chà. Thì mình nhấc cái ống này lên coi là có con gì không này. Úi trời ơi, ôi thôi. Ui, ống này bên trong hôm nay không có gì rồi. Ái chà, ống này để ống này vứt đi này. Ái chà, vứt đi, vứt ống nha. Ui rác này, nhiều lắm này. Ui trời ơi, cái con bạch tuộc này nữa này. Ý, có những con gà này, con ngỗng này, con ngan này. Ý chà, ý con vịt đang bơi này. Ây chì, ở dưới này còn mấy con cá to lắm này. Úi trời ơi, có con cá. Ui ui, con cá vàng này to lắm này. Ui ui, ai chà. Ui, nó quẫy này. Chà 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 chà. Ui. Wow, con cá này to lắm. Ui, ở dưới này có một đàn cá luôn này. Ui chà chà. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình bắt luôn nhá. Bây giờ mình bắt nhá. Bắt thật để thả vào nuôi nhá. Ấy, ui, ui, nó quẫy này. Ái chà. Ai, bắt luôn này. Ấy chà. Ui, nó quẫy ghê lắm. Ui ôi. Ai chà. Ấy chà, ui bắt được một con này. Ui chà ơi, các bạn ơi. Ui. Trời ơi, thả vào đây này, nó bơi này. Ai chà chà. Ai, ui, ui. Ui, có mấy con luôn này. Ai chà. Ui nó đang bơi này. Đấy. Ui những con cá con này, cá con này. Chà ơi to chưa này. Ai chà. Ui mình thả ở đây này. Đấy. Ui bắt được hai con rồi nhá các bạn nhá. Thỏ bắt được hai con rồi nhá. Đấy đây còn một con nữa này, bắt nốt này. Thế trời ơi. Ui ui. Chà. Ai nó quẫy này. Ui cá này đẹp thế nhỉ. Ai chà. Ui được hai con rồi. Ui ui. Ai. Các bạn ơi. Ui đây có hai con cá gì này. Ai chà. Cái gì cá gì đây này. Cái này. Ui cái đầu nó này. Ai chà. Ê các bạn này, ui ôi, đầu to thế nhỉ. Các bạn ơi, bây giờ em để Thỏ lấy cái vật màu đen này, Thỏ vớt cá này lên nhá. Ai chà, cá này to lắm. Con cá này cá gì đây các bạn ơi. Ui chà, mình còn chả biết con cá gì đây này. Ý chà. Ui, vớt được con cá này rồi này. Ý, ui chà, ui. Ui, ui, kìa. Ui, ui, nó bơi kìa. Bơi đã không, ôi trời ơi. Ui, đây lại con nữa này. Ai chà, chà. Ui chà. Ý chà. Ui, này. Ui con cá gì đẹp chưa này, đỏ đẹp chưa này. Thôi thả vào đây này. Wow trời kìa. Ui cái thác nước chảy kìa các bạn kìa. Đẹp chưa, ấy thác nước đẹp chưa các bạn ơi. Ây trời, ui wow đẹp lắm. Ui có các con vật đang ăn cỏ sao này các bạn này. Ấy trời. Bây giờ để Thỏ bắt những con vật nào vào xe của Thỏ nhá. Tiến xe lên đây nào. Bắt con này nhá. Trời ơi, đầu tiên là con cua này.
một con cua này. Á chà, thò vào cái giỏ của thỏ nhá. Á. Rồi, tiếp theo nào. Hay chà. Ui chà, một chú mèo này. Đấy, bỏ chú mèo luôn vào đây. À. Ui. Ui một con kỳ nhông này. Trời ơi, bỏ chú kỳ nhông vào đây luôn này. Tiếp theo là một con gấu này. À đâu không phải con gấu các bạn ơi. Ui một con cá sấu. Nhưng một con cá sấu này bị cụt đuôi rồi các bạn ơi. Ui, hình như là chú cá sấu này bơi ở dưới này là bị bạn cá bạn cắn bị cụt mất đuôi rồi. Chú cá sấu bị cụt đuôi rồi nhưng mà mình vẫn bắt nha. À chà, một chú cá sấu cụt đuôi rồi. À chà. Ui ở dưới này nhiều cá lắm này. Ui mình bắt con này, con vịt này, bắt luôn con vịt nha các bạn nhá. À ha. Rồi, cho vịt vào đây. Ui chà, một chú gà này. Mình cũng bắt luôn con gà này nhá. Đấy, một chú gà nữa này. Ai dồi, thác nước đang chảy nhiều cá lắm này, mình bắt những con này. Đó, bây giờ bây giờ thỏ sẽ leo lên xe thỏ về thỏ cất nhá. Cất những cái đồ chơi này đi để tí nữa đi bắt cá tiếp nhá. À, rồi, đến nơi rồi. Bây giờ thỏ sẽ đổ xuống nhá. Đây, vứt những cái con gà con cá này vào này. Đấy. Trời ơi. Wow. Ôi kìa. Thỏ lại đi tiếp nhá. Thỏ lại lên xe này. À, thỏ đi tiếp nào, đi bắt cá tiếp nhá. Wow, trời ơi. Dưới này nhiều cá lắm này. Ỉa. Con này nó đang bơi này. Con cá gì mà nó to nó bơi thế này. Ôi giời ơi, bắt con này nhá. Ui giời, ui to lắm. Nó quẫy này. Ui, quẫy to thật đấy. Ê, trời ơi, bắt vào nó vào đây này. Ai trời ơi, bắt được rồi. Ê, nhiều lắm các bạn ơi. Chả nhẽ mình bắt bây giờ mày bắt kiểu gì nhỉ? Bắt con cá to này nhá. Ui giời ui, con ui giời ui. Ui, bắt con cá vàng này này. Ui, nó chạy nhanh lắm này. Đấy. Lại bắt được con này này. Chà, ui. Ui. À. Trời ơi. Ôi trời ơi. Này. Ui giời. Các bạn ơi. Ai chà. Bạn thỏ bạn phát hiện ra một cái cây này. Nhưng mà cây này không thể mọc ở dưới nước được các bạn ạ. Cây này không thể mọc được dưới nước được, cái cây xanh này này. Thế chà, có một cái chậu này. Làm sao mà cái cây này mọc lên ở cái chỗ cái chậu này được đúng không? Để mình bới ra xem có gì bên trong nhá. Ui, rất là nhiều lá cây này. Ui, hả chà. Nhiều lá cây lắm nhưng mà không biết con gì bên trong này này. Con gì nó làm tổ ở bên trong này hay tổ chim này các bạn này. Ý, không phải tổ chim đâu. Ui, ui, các bạn ơi. Bạn thỏ phát hiện được một cái chậu này này. Ui, bên trong có cái gì ấy. Ui, 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 trời ui. Ai, ba trời ơi. Bên trong có con gì này. Ui, cái càng nó to không này. Hay trời, ui. Ui, con cua hay sao á. Ý này. Ui, ui. Để mình nhúc cái này ra nhé. Ai chà, để mình nhúc cái này ra xem nào, không có gì này. Ui, một chú cua. Ui, sao chú cua to thế này. Trời ơi, các bạn ơi. Ui, ui, chú cua này. Ui, chú cua to lắm. Ai chà, bây giờ bắt kiểu gì đây. Bây giờ mình không biết bắt con cua. Các bạn ơi, ui, bạn thỏ không biết bắt con cua này. Chà, ui, 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 bạn thỏ này. Thỏ bắt cua như bạn thỏ ơi. Ai chà, ai chà, chú cua này. Ui, trời ơi, để bạn thỏ bắt con cua này nhá. Chà, ui, 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 bây giờ làm sao bắt nhỉ. Ui, đây là. Ui ui, đây là một cái hầm gì nữa này. Ôi chà ui, trong hầm này là có một con gì nữa ấy. Đây. Ui ôi, to lắm, nhưng mà nó kêu kịch 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 cái gì ấy. Ui chà, nhưng mà bây giờ để làm sao bắt được con cua này nhỉ. Ai chà, ui con cua này sợ nó kẹp lắm này. Ý, con cua này nó chạy lắm. Ai chà. À, bây giờ thỏ ơi, thỏ đi kiếm cái dụng cụ gì để bắt cua đi thỏ ơi. Ok, để mình đi kiếm nhá. Ai chà. Các bạn ơi, à, đây là chiếc ma cà rồng để mình bắt cua nhá. Ai chà, một chiếc kẹp này này, bây giờ để mình đi bắt cua nhá. À, bây giờ bạn thỏ lui ra để bây giờ mình bắt cua giúp bạn thỏ nhá. Rồi mình đi bắt cua nào. Trời ơi con cua này to lắm này. Con càng của nó này. Ý, trời ơi, ui nó kẹp mình này. Ý, ui trời ơi con cua này nó kẹp này. Ê, trời. Bây giờ bắt con cua này bỏ vào đâu nhỉ. Ê, trời. Bỏ vào đây luôn nhá. Bỏ vào đây nhá, nhưng mà sợ nó có cắn cá không các bạn ơi. Thôi mình cứ bỏ vào nhá. Ui ai trời. Ui một con cua to lắm này. Ai trời ơi. Wow cua to lắm. Ui mình đi bắt tiếp nhá. À, bạn thỏ lại đi bắt tiếp này. À, vừa nãy bạn thỏ bạn nhìn thấy cái thùng này này, không biết bên trong cái thùng này có gì này. Đấy chà, để mình hốc cái thùng này ra nhá các bạn nhá. Ui trời ơi. Ui để mình hốc cái thùng này ra nhá. Chà, ui. Wow. Ui trong này lại có con gì để mình mở ra này. Quật là ui các bạn ơi, lại một con cua nữa này. Ui sao lắm cua thế này. Hôm nay bạn thỏ bắt được rất là nhiều cua nhá. Hí, lại một con cua to nữa rồi. Ai chào ui này. Wow, đi trời chết rồi.
con cua này tợ lắm, không như con cua vừa nãy đâu, nó giơ càng ra này. Ê, bạn thỏ bạn cho tay không được, cho bạn là nó kẹp liền à. Ê, 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 ê. Bạn cua này bạn định chạy à? Chạy thế nào được? Bạn này, bạn cua này định lẩn trốn à? Ui ui, chào bọn cua, bạn lẩn trốn đi đâu rồi? Chết rồi. Ui 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 ui, bạn cua này bạn kẹp à? Ôi trời ơi, chết rồi, eo ơi. Ui, bọn cua này bạn đánh đá quá này. Ui, nó kẹp mình ấy các bạn ơi. Yêu ui, con cua này sắc quá này. Eo ui, làm sao mà bắt được này. Eo ơi, eo ui, con cua này. Ui, chú cua này dữ quá này. À ui, ui, mình bắt được rồi này. Hey. Ui, ui, chú cua này dữ lắm này. Eo ui, nó cắn mình đấy. Ê, sợi thả nó vào đây này. Ê, ui, bắt được hai con cua mà to quá mà nó tợ lắm các bạn ơi. Eo ui, nhiều lắm. Ê, trời trời trời. Không được rồi. À, các bạn ơi, bạn thỏ vừa là bắt cua mệt quá các bạn thỏ ơi. Ê, chả bây giờ bạn thỏ lại leo lên xe mình đi bắt cá nhé, không bắt cua nữa đâu, bây giờ mệt quá, bắt cua mệt lắm. Ê, chả thỏ sẽ lại đẩy chiếc xe này ơi, ơi họ ở đây nhá. Ui, ở xung quanh này có rất là nhiều cá này, bây giờ thỏ sẽ lội xuống nước bắt cá cho các bạn xem nhá. Đây này, thỏ lội xuống nước này, các bạn thấy thỏ bơi chưa? Đấy, con thỏ bơi cho các bạn xem này. Chả ui, nước này mát quá này. Chà chà chà. Bây giờ bạn thỏ sẽ bắt cá nhá. Ý trời ơi, con cá này to lắm, bắt con cá này mới sợ này. Ý, bắt con cá này luôn này. Wow, ui ui, ôi trời ơi, chết rồi, con cá này dẫy này. Ôi thôi thôi thôi, chết rồi, con cá này dẫy. Bây giờ bắt làm sao được, trời. Cố gắng bắt con cá to này nhá. Ui, ai bắt được này. À, bắt được con cá to rồi. Ôi trời ơi, trong này rất là nhiều cá này. Bây giờ thỏ lại bơi tiếp, thỏ đi bắt cá nhá. Thỏ lại đi bơi nè. Wow, ui, ui, bắt cá tiếp nào. Bắt cá cùng thỏ. Trời ơi. Ui, con cá này quẫy này. Wow, lại được một con nữa rồi. Ui, lại mò được con cá nữa rồi. Ý, trời ui, con cá to này chưa. Ui thôi, lại dẫy rồi. Con cá này. Ai, trời ui, được hai con rồi. Còn một con nào nữa nào. Đây này, chú cá này chắc to lắm này. Ui trời ơi, bắt được con cá này rồi. Ui ui, nó quẫy này. Cuối cùng thì cũng bắt được rồi. Mình nghĩ ở dưới này cũng vãn cá rồi các bạn ạ. Bạn ơi, bây giờ thỏ lại đi lên xe, thỏ đi tìm các con vật khác nhá. Chứ thỏ ở dưới đấy là vãn cá rồi các bạn ạ. Nào, thỏ đi tiếp nào. Đấy, chiếc xe này lội bùn được nhá các bạn ơi. Đó, trời ơi. Ở trên này có những cái cây này này. Cái cây cổ thụ này các bạn này. Đấy, cái cây này nó canh rau ăn được này. Các bạn ơi, ở dưới gốc cây á, mình vừa nhìn thấy cái gì đó đỏ đây này. Bây giờ mình dùng cái cục đá mình ném xem có gì bên trong nhá. Đây. Ôi trời. Nó động đậy các bạn ạ. Ôi, ôi trời ơi, ở trong này có cái gì màu đỏ á. Ôi trời. À, bạn thỏ bây giờ bạn nhảy vào xem là bên trong có cái gì nhá. Hai chà, hai chà. Ôi trời ơi. Này, mình húc húc cái này ra nhá. Ui, nhiều lá cây quá, để mình dọn bớt ra nhá. Trời ơi, lá cây này. Ôi, cái quả gì đây này. Quả gì ôi, quả dưa hay sao các bạn ạ? Ê, ôi, không biết ăn được không á. Đấy, bây giờ thỏ mở ra đi thỏ ơi. Ê, chà, thỏ mở ra nhá. 1 2 3 này, hất lên này. 2 3 hất này. Ui trời ơi các bạn ơi. Con gì? Ý chà ui. Ê, thỏ ơi, thỏ hất lên đi. Wow, ui các bạn ơi. Ui hai con cá sấu này. Trời ơi hai cá sấu này. Ý, thỏ đối diện với hai con cá sấu rồi. Trời ơi. Ui nó nhe răng ra kìa, nó định cắn thỏ à. Hai chà ui, con cá sấu này định cắn à các bạn ơi. Ui ui, nó tợ lắm. Chà ui. Không được rồi. Hai con cá sấu này để mình lấy cái gì mình gắp với các bạn. Ôi. Không được rồi. Đấy, bây giờ dụng cụ của thỏ sẽ có một cái này. Thỏ bắt cá sấu cho các bạn xem nhá. Không được rồi. Thỏ bây giờ mình sẽ bắt bằng tay xem là có bắt được không nhá. Ê chú cá sấu đấy. Sợ chú cá sấu cắn lắm các bạn. Ấy, nó quẫy đuôi này. Để mình bắt xem nào. Ui vẫn ghê các bạn ạ. Thôi các bạn, mình liều một tí nhá. Chả, các bạn không được bắt chiếc theo mình đâu nhá. Ui, chả ui, chú cá sấu này rất là hiền này. Đấy, mình bắt một phát là bắt được luôn này. Nhưng mà chúng nhe răng ra đấy, nhưng mà vẫn bắt được các bạn ạ. Đấy chả, mình bỏ vào cái giỏ này của mình nhá. Đấy, ui chú ui. À chả, mình bắt con cá này mình. Con này tợ lắm các bạn. Ui ui, nó chạy hết. Ui hết hồn, tưởng nó cắn mình á các bạn ạ. Ây chả, để mình chộp này. Ui chú ui, chộp ui ui. Chộp luôn này. Ui, bắt được rồi. À chà, để mình chộp mình bắt luôn này. À, con này tợn lắm. Ôi trời ơi, con này to gấp đôi con này luôn này. Bỏ nốt vào đây nhá. Ây, ui, bắt được hai chú cá sấu rồi. À các bạn ơi, thỏ bắt được hai chú cá sấu rồi. À chà, thỏ lại đi tiếp nhá. À, ui ui,
Rồi. Trời ơi. Wow, các bạn ơi. Rồi, thỏ, để thỏ đây nhá, thỏ đi bắt cá tiếp nhá. Wow, ui, vừa nãy mình bắt được 2 con cua ở trong này đấy. Bây giờ không biết là trong này có gì không này. Rồi, để mình mò ở dưới này xem nào. Wow, trời ơi. Đây trời. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì chưa? Ui, có một con cá mới lại, một con gì đây này. Con cá này. Đây là một, ui ui, qua con gì này. Ui, lạ lắm này. Wow, trời ơi, các bạn ơi. À, bây giờ là biết rồi. Bây giờ đố các bạn con này là con gì nhá. Ê, chả, đây là con tôm này. Trời ơi, con tôm nó vẫn còn sống nhá. Đấy, chân nó này. Ê, ui, đây một con nữa này. Hai con á, hai là nhiều lắm. Ui, ui, mình bắt được con này, mình thả vào đây nhá. Đấy, cho tôm bơi với cá nhá. À, chả, đây còn một con nữa này. Đấy, con này vẫn còn sống này. Ui, 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 nó nhảy đấy các bạn. Này, các bạn nhìn thấy rồi. Ui, chân nó bò này. Đấy, chả, bây giờ mình thả nốt vào đây này. Đấy, cho tôm bơi với cá nhá. À, chả, ui, wow, mình bắt cá tiếp nhá. Ui, ở đây rất là nhiều cá này. Ê, làm sao mà bắt hết được nhỉ? Trời ơi, ui, đây là một con nữa quậy này. Ôi ôi, à, bắt nốt con này nhá. Ui, bắt con này này. Ôi ôi, à, tóm. Ui, còn con này đang cứ quậy này. Thì mò dưới này nhiều cá lắm, bắt mãi không hết các bạn ạ. Trời ơi, nó mò này. Ui trời ơi, trời ơi, này, bắt nốt mày nhá. Wow, ui, nhiều lắm này. Wow, trời ơi, ở dưới này vẫn là còn rất là nhiều cá này. Hôm nay mình muốn bắt cá nhưng mà bạn thỏ này bạn mệt rồi. Các bạn ơi, mình là thỏ đây này, hôm nay mình mệt rồi này. Đấy, còn rất là nhiều cá, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thác nước này đẹp làm sao này. Đấy, bây giờ thỏ đi tắm nhá. Bây giờ thỏ đi tắm, hẹn các bạn ngày mai mình lại bắt tiếp cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình đi tắm này. Mình tắm tại vì nước mát quá, bây giờ mình tắm nhá. À, chào các bạn nhá. Các bạn video tiếp theo mình bắt cá cho các bạn xem nha. Bye bye nha. Bye bye.